Thưa quý vị, ngày 13 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về đề án sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 45 NQTU ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương báo cáo, ý kiến góp ý của các cơ quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và cơ bản thống nhất về những chủ trương, quan điểm, định hướng quan trọng. Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hải Phòng cần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp công nghệ cao, cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại hóa đô thị với đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố cảng biển, phát triển văn hóa đồng bộ ngang tầm với phát triển kinh tế, phát triển thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo chất lượng cao, trung tâm y tế hiện đại hàng đầu của vùng và cả nước, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương, Thành ủy Hải Phòng tiếp thu hoàn thiện đề án, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo chỉ đạo triển khai kết luận của Bộ Chính trị. Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng phát huy truyền thống trung dũng, quyết thắng, phẩm chất đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng xứng tầm với mong muốn của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và nhân dân cả nước.